Giá vàng hôm nay ngày 28 tháng 2 trên thế giới tăng mạnh khi đồng USD giảm. Giá vàng miếng SJC phiên trước có lúc đã vượt 79,5 triệu đồng lượng và có thể lập kỷ lục mới nếu nhà nước chưa có giải pháp ổn định thị trường. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 2, giá vàng 9.999 trong nước được SJC và tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau. SJC Hà Nội 76.900.000 đồng lượng, 78.920.000 đồng lượng. Doji Hà Nội 76.850.000 đồng lượng, 78.850.000 đồng lượng. SJC Thành phố Hồ Chí Minh 76.900.000 đồng lượng, 78.900.000 đồng lượng. Doji Thành phố Hồ Chí Minh 76.850.000 đồng lượng, 7.885.000 đồng lượng. Tới 20 giờ tối ngày 27 tháng 2 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 2.038 đô la ounce. Vàng giao tháng 4 năm 2024 trên sàn COMEX New York ở mức 2.049 đô la ounce. Giá vàng trong nước tăng trong bối cảnh tỷ giá USD Việt Nam đồng tăng khá mạnh. Tỷ giá USD Việt Nam đồng tại Vietcombank hôm 27 tháng 2 được giao dịch ở mức 24.480 đồng USD mua vào và 24.820 đồng USD ngân hàng bán ra. Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay ngày 28 tháng 2 được áp dụng theo mức giá của phiên điều hành chiều ngày 22 tháng 2. Cụ thể, giá xăng E5 giảm xuống 22.470 đồng lít, giá xăng dầu RON95 giảm còn 23.590 đồng lít, giá dầu diesel hạ về 20.910 đồng lít, giá dầu hỏa giảm về mức 20.920 đồng lít. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng với lúa om 5.451. Theo đó, lúa om 5.451 ở mức 7.200 đến 7.400 đồng mỗi kg, tăng nhẹ 100 đồng kg. Với các giống lúa còn lại, giá đi ngang. Theo đó, lúa IR504 ở mức 7.100 đến 7.300 đồng mỗi kg, lúa đài thơm 8 ở mức 7.400 đến 7.600 đồng mỗi kg, lúa om 18 ở mức 7.400 đến 7.600 đồng mỗi kg, lúa nhất 7.800 đến 8.000 đồng kg. Tại các kho gạo chợ tại An Cư, Cái Bè, Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu O18 ở mức 12.300 đến 12.400 đồng mỗi kg, gạo đài thơm 8 ở mức 12.600 đến 12.700 đồng mỗi kg, gạo nguyên liệu O5451 dao động quanh mức 11.800 đến 11.900 đồng mỗi kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.